Tính đến sáng nay, cả nước không ghi nhận ca mắc mới và đã bước sang ngày thứ 77, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong nội địa. Trong 355 ca mắc, đã có số ca điều trị khỏi là 336 ca, số ca còn đang điều trị là 19 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 13.085 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện 105 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác 12.107 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 873 người.